danh hài Chris Rock có thể làm MC cho Oscar 2016. Kính thưa quý vị, người đứng sau chú ngựa vàng Morty của loạt phim hoạt hình Madagascar đứng trước cơ hội trở lại vai trò dẫn dắt sự kiện điện ảnh lớn nhất trong năm sau hơn một thập kỷ. Theo trang Variety, danh hài da màu 50 tuổi này chuẩn bị ký hợp đồng để làm MC cho buổi lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar lần thứ 88 sẽ diễn ra vào đầu năm 2016. Người phát ngôn của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ từ chối đưa ra bình luận, nhưng tờ tạp chí uy tín tự tin cho biết là AMPAS sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức. Chris Rock không phải là gương mặt lạ lẫm của sự kiện điện ảnh lớn nhất trong năm khi anh từng làm MC cho chương trình Oscar 2005. Tuy nhiên, phần dẫn dắt của danh hài đã gây ra không ít tranh cãi khi anh mỉa mai khả năng diễn xuất của Tobey Maguire, Colin Farrell, Jude Law và thậm chí khiến cho Sean Penn sau đó phải lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp của mình. Lễ trao giải Oscar 2016 do Regina Hotlin và David Hill giữ vai trò sản xuất. Họ đứng trước thách thức rất lớn khi sự kiện hồi đầu năm do Neil Patrick Harris làm MC đã bị chê bai và có lượng người xem thấp kỷ lục trong vòng 6 năm qua. Trong một thập kỷ qua, trọng trách MC tại Oscar từng được giao cho Jon Stewart 2006-2008, Ellen DeGeneres 2007 và 2014, Hugh Jackman 2009, Steve Martin and Alec Baldwin 2010, James Franco và Anna Hathaway 2011, Billy Crystal 2012, Seth MacFarlane 2013 và Neil Patrick Harris 2015. Lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar 2016 sẽ diễn ra tại nhà hát Dolby Hollywood vào ngày 28 tháng 2, 2016 tới đây.